Chào các em. Trong video hôm nay, thầy hướng dẫn các em kiểm tra số series trên máy tính FX580. Đầu tiên thì chúng ta nhấn đồng thời tổ hợp phím Shift on 7 này. Đó. Sau đó thì chúng ta nhấn 9, số 9 á, và nhấn Shift 5 lần. 1 2 3 4 5. Và nhấn menu, sau đó nhấn AC thì chúng ta sẽ có được số series, chính là dòng số 2 này. Video của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.